Được vẫn, mình sẽ hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là dùng máy xe để mở một cái folder lên và lựa chọn ra cái đường path của một cái tệp hoặc một cái file nào đó. Ok, mình sẽ bắt đầu luôn này. Để đọc nhé. Okay, phải nhét vào. Okay, ở đây mình chỉ tắt cái exit control để mà chứa cái path của cái file mà chúng ta chọn. Tiếp theo mình sẽ chọn một cái button này để mà khi mà ấn vào button này đấy thì nó sẽ mở cái folder lên để mà chúng ta lựa chọn cái file. Xét biến cho edit control. Ở đây mình sẽ dùng cái class tên là cfile dialog mình khởi tạo nó với giá trị là true. Các bạn chỉ cần truyền true vào là được nha. Trong cái file thì nó có hai cái hàm override. Đấy, nó có hai hàm override như thế này. Một là truyền vào một cái tham chiếu của một cái đối tượng thuộc kiểu cfile dialog, hay là truyền vào một đống những cái tham số như thế này, nhưng mà những tham số này đều có những cái giá trị mặc định riêng cả. Chính vì thế nên để thỏa mãn cái khởi tạo này đấy, thì chúng ta chỉ cần truyền vào mỗi cái tham số đầu tiên này, tham số đầu tiên này nó truyền vào true và false, thì mình sẽ truyền true. Như vậy là thỏa mãn hết các tham số rồi. Tiếp theo mình sẽ gọi đúng mô đồ để mà nó chạy cái đối tượng này. Ở đây mình check luôn chỉ bằng đúng đồ này. Khi mà cái thằng đúng đồ này chạy thành công, mình sẽ lấy về cái path của cái thằng đối tượng mình vừa chọn. Bằng cfile name. Ok, nên trả về một cái kiểu string
nếu mà chỗ này mà không thành công, nghĩa là eo. Không thành công nhé thì mình sẽ cho một cái message ra. Message box. Chỗ này mình sẽ truyền vào một cái thông báo là lỗi. Tiêu đề của nó là thông báo và có một nút ấn là và sẽ chịu ok. Đấy, chỉ cần một nút ấn thôi. Ở chỗ này sau khi ấn xong thì mình update cái dữ liệu lên thằng dialog là ok. Gọi thằng data để mà update lên dialog thì các bạn chuyên vào giá trị ở phone. Ok, như vậy là thành công rồi. Mình chạy thử nhé. Ổn chưa nhỉ? Ok, mình chạy thử nhé. Okay, đây mình sẽ mở cái nó lên. Cho mình tạo một cái file data đi. Ok, đây mình chọn nó. Ok, đây là mình cái path với file mình vừa chọn này. Chọn file khác này. Ok, đã ghép được path về. Check lại một lần nữa. Ok, đã ghép được thành công rồi. Thì bây giờ các bạn muốn mở một cái file gì đó, các bạn chỉ cần lấy cái thằng cái chip pad này các bạn xử lý. Ví dụ bạn muốn mở một cái file text chẳng hạn. Các bạn xử lý thằng cái chip pad này rồi bạn dùng thằng dùng cái hàm mà file ra trong máy chơi ra là chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được cái file chúng ta muốn mở. Ok.